Ok, chào các bạn nha, chào các bạn yêu Tử Vi. Ok, hôm nay thì mình với bạn Phi trở lại với các bạn. Thì cái lá số đầu tiên đó là của hai bạn, một bạn nam và một bạn nữ. Bạn nam á, thì là cho cái ngày dương lịch là ngày mùng 8 tháng 7 năm 1978, nghĩa là bạn này là tuổi Mậu Ngọ. Âm lịch của bạn này là ngày mùng 4 tháng 6, cho cái giờ là giờ Tỵ, có nghĩa là cái anh chàng này là người thân cư thê thiếp. Thì đầu tiên cái cung mệnh của bạn này đứng tại cung Dần, có bộ thiên cơ thái âm mà có hoắc quyền hoắc kỵ đồng cung, có thiên hình bạch hổ song hao. Mình thì người thân cư thê thiếp cặp tuần triệt, có thái dương hãm nằm ở cung Tý. Thì đây là cái người nói sao quyền kỵ mà đóng đồng cung mà thiên cơ thái âm, thì đây là một cái người họ có cái tâm trạng hóa, không có cái màu sắc, nó lâu lâu thì nó hay lo nghĩ rồi lại hay suy nghĩ, hay tính toán xa xôi. À, mặc dù cuộc đời thì nhiều khi cũng có những cái trong lòng mình, cũng có nhiều cái khi thì mình hơi tự ti một chút, khi mình lại có cái lòng tự tôn nó quá cao, thì khi quyền kỵ đi một cung thì thường thường cái màu sắc tâm lý của mình nó hơi bị lẫn lộn. À, thì bạn này có thể dễ bị mang tiếng là mình hơi ích kỷ, tại vì thường thường mấy người mà hoắc kỵ đứng tại cung mệnh hay hay bị mang tiếng thị phi là vì cái vấn đề đó, nhất là khi cung phúc của mình lại có con sao cự môn mà đi chung với Đà La kiếp sát. Thì nói chung là đây là một người cũng hơi khổ về cái nội tâm của mình, cũng hơi rắc rối về vấn đề đầu óc, tại vì khi cung mệnh của mình có thiên cơ hãm mà đi chung với hoắc kỵ mà hoắc quyền như thế này. Thì bạn này hỏi cái đại hạn đầu tiên đó là cái hạn của mình trước nha bạn Phi, rồi kế tiếp là hỏi về vấn đề gia đình và kinh doanh. À, thì bây giờ mình trả lời cái câu hỏi đầu tiên của bạn nam này là hỏi về cái hạn của mình. Mời bạn Phi nha. Xin chào các bạn yêu tử vi nha. Thì phép giờ mình nghiệm về cái hạn thì cái người nam này đó, cái anh này á, thì anh hạn năm nay anh về năm 40, về đại hạn về năm 42 là về cung Quan Lộc, anh sao Thiên Lương mà ngộ đất Thái Tuế. Thì cái này là mình chơi có thế, mình cắt cái thiên thời. Cái thiên thời thì đương nhiên là mình sẽ gọi là anh lên làm gia, mình có thể là có thăng quan tiến chức. Cái hạn này rất là tốt, nhưng trong cái đại hạn này á, thì anh thế anh này là người cơ nghịch đồng lương, nên nên mọi việc về trong công việc thành công sẽ có một điều á, là ở cái đại hạn này á, thì anh ngộ ba sát tinh. Thứ nhất là địa không, thứ hai là hỏa tinh, thứ ba là kình dương. Kình hỏa với đi nhau á, thì lúc đầu á, do cái môi trường nó bị kiềm cự dữ lắm, nhưng mà sau cái kiềm cự đó thì nó thấy có thành tựu. Nhưng mà địa không mà đi với thiên lương á, thì anh có một cái, thông thường người ta hay nói là mình có một cái tư tưởng mà nó thoát tục, hoặc là mình có một cái gì đó về một cái gì đó mà mình sáng tạo ra được rất là hay, ví dụ triết học vậy đó. Thì anh này anh nói nếu mà làm những cái mảng có cái sự đó trong cái việc làm, anh có viết cho những cái luận văn hay là văn bằng gì mới á, trong nghề nghiệp của anh thì rất là tốt. Mà cái người này, cái cung quan này rất là đẹp, vì cái người này đắc rất nhiều thế để làm về y về dược. Mà anh ấy nói này là bác sĩ thì lá số này cực đẹp. Nhưng mà cái hạn này á, thì cái hạn thành công trong cuộc đời, nhưng mà về tiền bạc á, thì ở cái đại hạn 32 đến 41 á, đi qua thì cái hạn nó mới giàu có nha. Thì cái hạn này lại là anh con địa không, thì trong cái hạn này nếu như là mình á, thì mình nghĩ là cái hạn này á, anh không nên đầu tư mạo hiểm, mà mình làm những cái gì mà nó thiên quan nó chắc chắn hơn trong trong 10 năm, từ năm 42 tới năm 51. Đó là ý của mình, xin mời bạn đối xì ra. Ok, cảm ơn bạn bạn Phi nha. Mình góp ý cái phần cái hạn riêng cái cung này của bạn trai này từ năm 42 cho đến năm 52, có nghĩa là về thiên lương. À, mà thường thì hạn thiên lương á, thì nó tốt cho những cái người mà có cái bộ gọi là thiên cơ thái âm. Thì cái hạn này đầu tiên mình chú ý á, nếu mà nói mà phải lo vấn đề lo thì hạn tốt thì nãy giờ bạn Phi nói rồi, nó về thái tuế, nó về những các kiểu, thì đầu tiên mình chú ý vấn đề sức khỏe. Tại vì khi mà lương mà gặp gọi là kình, gặp hỏa, gặp không, mà nhất là thiên riêu, thiên y, đó là những cái đó mình chú ý về sức khỏe của mình đó nha. Bệnh tật tai nạn của mình là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là mình chú ý về vấn đề gọi là đối nhân xử thế. À, tại thiên lương nó cũng có một chút gì nó hơi hình khắc, nó hơi nghiêm nghị, nó hơi cái tính chất nó cũng hơi gọi là nó hơi chủ về cái vấn đề. À, đâu đó nó rõ ràng, hoặc là nhiều khi mình cũng có những cái cách mình làm nó hơi hơi bị nặng tay với người khác á, thì cái hạn này mình nên chú ý cái điều đó thôi, đừng có đả kích người khác, không nên sống thủ đoạn ở cái giai đoạn này. Còn những cái điều khác khi mà hạn thái tuế là nó cũng gọi là cũng khá tốt, nó hạn cũng khá đặc biệt.
Bạn này có hỏi thêm những cái hạn kế tiếp nữa, thì mình có nói luôn cái hạn cung nô này gặp liêm sát như thế nào. Thì thường cái hạn liêm sát ở trong cái khúc này thì mình có bộ ưng quan thiên quý mà đi chung với thiên không. Thì từ cái hạn kế tiếp của bạn là bạn về cái tam hợp thiên không, thì bạn này cũng biết một chút về tử vi, thì cũng có hỏi là bây giờ thấy tuế rồi kế đến này gặp thiên không thì sao. Thì cái hạn kế tiếp của mình á, khi về cung nô á, thì bạn sẽ có cái cách đầu tiên là mình khuyên là nên tĩnh, không nên động. Tại vì thường hạn và thiên không á, thì nó hay có những cái điều mà làm cho mình đầu tư nó không có được sáng suốt thì mình hay bị phá sản đó. Thì ân quan thiên quý về đây thì cái hạn này thường thường là mình có tiếng nhiều hơn, mà thường miếng thì mình không có. Nhất là khi mệnh của mình có khả năng là cái hạn này về mình nên làm việc từ thiện nhiều, mình làm một cái việc gì đó tốt thôi, nghiên cứu ví dụ như vậy thì cũng rất là tốt với cái hạn. Cái hạn kế tiếp là cái hạn cung nô. À, thiên không thì không sợ, nếu bạn không có thủ đoạn, bạn không có làm gì gọi là kinh doanh lớn thì không sao. À, quan quý nằm hạng này hạng tốt, nghĩa là mình cố gắng mình giữ cái nguyên tắc của mình thì ok. Bạn cũng có hỏi cái hạn kế tiếp nữa thì mình cũng nói luôn, cái hạn kế nữa là hạn cung thiên di. À, thì cái hạn này là cô tang nè, mà gặp mã nha, rất hên là không gặp điếu khách cùng ô nhưng vẫn trong tam hợp nó vẫn có đó. Thì cái hạn này nó gọi là cái hạn bôn ba. Cuộc đời mình là mệnh mình đứng tại cái ô gọi là cung dần, có thiên cơ mình đi về hạng vô chính diệu. Thì cái hạng này có nhiều cái buồn lo rầu rĩ, tại vì cô thần tang môn và song hao nằm trong cái tam hợp thân tí thìn đấy. Thì cẩn thận, tại vì trong cái hạng này, trong tam hợp nó có thái dương và cự môn, mà cự môn thì đi chung với địa kiếp mà đà la, thì cái hạng này hạng thị phi đó, mắt mình cũng có vấn đề, thính giác thị giác tay chân cũng phải cẩn thận, vì thiên mã cô thần tang môn là cái hạng từ 62 trở đi. À, còn khi mà bạn sống qua được 62 đến 72 đến 82 á, thì cái hạn này là hạn phủ tướng triều viên, thì lúc này phải xem thiên tướng và thiên phủ đó. Thì cái hạn này là hạn theo vợ. Vợ làm gì thì mình làm theo đó, là cái hạn, tại vì bạn là người thân cư thê thiếp mà đấy. Đó là trả lời những cái hạn gọi là sơ lược cho các bạn này. Kế tiếp bạn này có hỏi về gia đình, thì nghe mà dùng cái từ gia đình là chắc hỏi về vợ con đúng không bạn? Bạn Phi, em mời bạn Phi trước Dạ. nha. Ừ. Thì ở cái này mình với bạn là tôi xì á có bàn luận với nhau một chút đó, thì mình thấy này này là thật ra đó anh này anh tuần triệt ở cung thê mà vợ anh á thì lại anh triệt ở cung phu. Thật ra hai người này á là tính ra là rất khó để đi đến kết hôn hoặc là cũng phải lận đận tình duyên dữ lắm. Nhưng mà may mắn là cái điều là ở đây á, hai người cùng trùng sao thái dương, mà anh này á, thì là mệnh hỏa nên được thái dương nó hỗ trợ rất là tốt, mà chị này á, thì là âm dương chiếu mà là người mệnh thổ thì hoàn toàn là anh cũng thái dương luôn mà trùng lấp một con sao Đà La ở đây, nên hai vợ chồng nhìn vậy thôi nhưng mà lại có một cái cung phu thê nó trùng sao với nhau, nên cái hai người này gặp nhau giống như là gặp duyên định vậy đó. Mà nhất là cái cung mệnh của này trùng lên cái cung nô của chị này, mà cung nô chị này rất đẹp nha. Thì ban đầu đến với nhau là giống như là kiểu người tình hay gì đó, mà trong rất nhiều thứ mà người ta cảm thấy rất là hợp, sau đó người ta nhảy vô phu thê mới yêu nhau hoặc là đi đến xa đến hôn nhân với nhau. Mà ở cái trùng lấp của sao Thái Dương đó, mà hai con sao nó trùng nhau đó, thì rất là đẹp, vì hai người này có một cái gì đó nó phải rất là hợp với nhau, hợp vì vì cung phu thê nó trùng sao. Cái này là không phải nó trùng toàn bộ một cái lá số tử vi coi như là được định sẵn, nhưng mà hai người này trùng cái này nên nên tuy là tuần triệt nhưng mà có sao trùng lại đến với nhau được, mà lại dễ dàng đi đi xa với nhau được. Cái này là mình thấy trong cái cung thuê của anh này. Bà Lucy có ý gì không trước khi là mình vô cái phần? Thì đúng là cái gia đình đó, nếu mà hỏi về cung thê thiếp á, bạn Phi, thì bạn này là người đầu tiên đấy các bạn. Bạn nhìn là bạn này là người mệnh hỏa, mà thái dương cư thê thiếp rồi cũng là thuộc hành hành hỏa luôn, cho nên cho dù nó có hãm, nó gặp tuần triệt đi nữa, ở đây nó chỉ nói lên cái tính chất đầu tiên là tính chất mình là cái người có nhiều cái vất vả trong vấn đề cái quan hệ hôn nhân của mình. À, nhiều khi vợ chồng nó cũng không có hợp hợp khẩu với nhau lắm đâu, tại có khúc hư nằm đây, nó có tuế phá, thì nhiều khi trong vấn đề sinh hoạt vợ chồng cũng có nhiều cái mình cũng bất hòa. Cái người mà thái dương á, mà cư cung thê thiếp á, thì thường mình lấy những cái người ở cái xứ khác, không có cùng với cái quê quán của mình, hoặc là người đó họ ở một cái nơi khác đến rồi mình gặp họ mình lấy. Thì thái dương thái âm là thường thường hay có những cái trường hợp là mình lấy một cái người ở duyên, cái duyên của mình ở xứ khác. Cái kế nữa là thái dương mà nó lại cung thê của mình, lại là cái thân của mình là nửa đời sau. Mà bạn này hơn cái kiểu này nữa là bạn 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 Phi, là bạn này là người thân cư thê thiếp mà có thái dương, và bạn này được cái là sanh vào giờ tỵ, là sanh buổi sáng,
nó đỡ hơn rất nhiều, nó cũng cứu rỗi rất nhiều ở cái con sao Thái Dương này đấy. Cho nên tính mình thì ôm con hóa kỵ mà thân mình thì ôm Thái Dương đấy. Thì cái này giữa vợ chồng nhiều khi cũng hay có những cái nghi kỵ nhau, mình có cái tính hay nghi ngờ người phối ngẫu lắm nha. Thì cái này là mình xem lại về cái tính chất đó. Vợ mình sau này là người có sự nghiệp, tại vì Thái Dương nó chủ về hóa khí, nó là quý mà, thì vợ mình sau này sẽ là người có sự nghiệp. Thì những cái hạn á, mà đi đến cái đầu tiên đó là cái hạn vũ phá nè, cái bộ kiếp sát mà cung tự tức là một. Cái hạn thứ hai là cái hạn đi về cự môn á, là cái bộ mà cự đà mà cung phúc đức á. Thì hai cái hạn đó thường thường là những cái hạn mà trong cái vấn đề quan hệ hôn nhân của bạn này thường có những cái vấn đề tốt xấu hay không là cũng xảy ra hai cung đó. Thì bạn này học tử vi để ý cái đó, và khi cái lưu đại hạn tiểu hạn của mình hoặc đại hạn về hai cái ô đó thì chú ý những năm đó về vấn đề hôn nhân vậy thôi. Mà có một cái nữa là mình để ý là cái này, nếu mà cái người này nè mà kết hôn nha sau 30 tuổi thì tốt hơn, hoặc là lúc mà kết hôn á, thì có khả năng là không có làm lễ kết hôn chính thức á, bạn bạn Phi. Có nghĩa là họ mình làm một cái thủ tục gì đó thôi, nhưng mà không phải là ở rườm rà các thủ tục, thì nó lại đúng với cái số này đó. Thì đó là cái trả lời về cái phần gia đình cho bạn này. Bạn mời bạn Phi còn có ý gì nữa. Mình sẽ góp ý thêm này nữa là ở cái lá số của hai người đó có một con sao Đà La, cái nào Đà La đắc nha, nó chiếu vào cái cung phu thê. Thì trong cái anh này anh cái mệnh anh cơm, nên anh có khuynh hướng là anh làm, có nghĩa là làm buổi sáng cũng được, làm buổi tối cũng được, nhưng mà cái cung phu nó ngồi tuần diệt này thì cái khi mình trở về nhà của mình một mình thì có thể là hay xảy ra cái tình huống, có nghĩa là mình ăn cơm một mình, vợ mình ăn cơm một mình, hai người có thể sinh hoạt giờ trái nhau. Nên cái theo mình thấy cái thời điểm mà về lộc của anh qua rồi, nên cái đoạn kiếm tiền nhiều anh qua rồi, nên vô cái đoạn này là cái đoạn ổn định cuộc sống mà hướng cái tương lai mà thành công xa, thì anh nên chọn một cái thời gian có nghĩa là hai vợ chồng sẽ sinh hoạt cùng cái giờ đi làm chung với nhau, về cùng giờ với nhau, thì bớt được cái sự ảnh hưởng, có nghĩa là cái Đà La nó là cái gì trục trặc trong cái tương tác giữa hai người, hoặc là có một cái gì đó mà hai người không ưng ý nhau, nó nhỏ lắm nhưng mà nó cứ để dần để dần để dần, đến một cái ngày mà mình cảm thấy như nó bộc phát nha, là mình cảm thấy như mình không vui với người kia thì rất dễ mình bị cái thế đó. Nên mình nếu giải cái đó, thì nếu mình giải cái như là mà hai người đều là Thái Dương tư cung phu thê, có nghĩa là nó ảnh hưởng lớn đến mình, có nghĩa là mình luôn luôn phấn đấu để bằng người kia chứ mình không có thua người kia được. Nên cái này là hai vợ chồng có nghĩa là người rất là phấn đấu lên nha, và muốn bằng nhau thôi, nhưng mà trong nó lại có một chút gì đó là tại sao mình thua người này hay là mình ấy cái kia. Thì nếu như cái hôn nhân mình coi nó quan trọng thì mình cần có một cái sự điều hòa, ví dụ như anh này là cái người thích hay đi xa, mà cái chị này là trong cái lá số là chị này ra ngoài đường lại vui hơn ở nhà. Nên khi mà hai người này nếu mà kết hợp với nhau làm cùng một giờ, về cùng một thời điểm, ăn chung với nhau, và khi mà đi xa hoặc là đi công tác cái gì đó thì xin nghỉ đi chung với nhau, thì cái người phụ nữ này mà khi mà đi chơi xa đó mà được được dẫn đi chơi đó thì chị rất là vui, tự nhiên là yêu người chồng mình hơn, nó đỡ cái yếu tố Đà La đi, cái Thái Dương nó lấn cái đó, mà anh chồng có được cái thế đó thì hai vợ chồng rất là vui. Và nên nhớ này này, mình thấy một điều này có thể đó nha, là khi mà hai người ở với nhau mà có một cái người thứ ba nào đó để mình ghét thì hai vợ chồng này rất hợp nhau rất là hợp nhau cho cái mạng đó nên Cái nên luôn luôn trong cái hôn nhân của mình nên kiếm một cái người nào mà để hai vợ chồng mình luôn luôn ghét chung, thì coi như là bù lại, thay vì là mình tương tác mình không ưng ý với nhau thì thay vì mình ghét một cái đứa thứ ba thì rất là vui. Cái nó sẽ thế hóa giải cái này, nó nhẹ lại. Thì năm nay á, người vợ đó anh về năm cuối của hạ thiên không, thì cái người vô chính diệu như chị nữ này là chỉ khi mà chị xong cái hạ thiên không này, chỉ qua cái hạn kế tiếp mới là mệnh vô chính diệu về sát phá tham, thì chị phát nha, đổi đời lớn lắm, nên dán cái gì thì dán, năm nay có chuyện gì bỏ qua hết, là qua sang năm mọi thứ sẽ tốt đẹp. Mà anh này cũng vậy, anh này là cái lưu hạn về ngay cung phu thê, cung 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 thê của mình, mà ở ở ngay cung thê á, ở ngay cung thê của mình á, thì cũng là hạ trong năm nay luôn, nên năm nay có một chút gì đó hai vợ chồng thích một tí gì đó, nó trục trặc với nhau một tí thì nó về cùng hạ cung thê, cung cung phu thê của nhau, nên nếu được thì né năm nay rồi qua sang năm thấy mọi thứ nó tốt đẹp lên. Cái này là mình góp ý thêm, đấy là thay là mình nói luôn về cái vấn đề mà cung điện hay là bạn cung về
cái sự nghiệp và cái cách làm ăn của anh à. Vâng Mời vâng mời bạn xì đi mời trước nha. Ok, vậy nói về cái cung quan cho bạn này, tại bạn này có hỏi về là mình nên giữ cái công việc của mình là làm về y tế, là bác sĩ, hay là làm về kinh doanh, tại vì cũng có nhiều người bạn người ta hỏi có kinh doanh được không á. Thì cái đầu tiên như thế này nha, thì bạn là cung quan của bạn này là có thiên lương, đúng chưa? Thiên lương mà đi chung với địa không hỏa tinh kình dương, à thì đây nó nói mình là người gọi là cái nghề nghiệp của mình á, thường nó tính chất chung của con thiên lương đó các bạn, nó là cái nghề nghiệp nó phải tuân thủ theo một cái phép, một cái luật gì đó, nó phải nhất định theo một cái luật, một phép tắc gì đó, chứ không phải là cái kiểu mà tự do muốn chế hay sao chế, nó phải có một cái luật của nó như vậy. Cái thứ hai á, là người thiên lương mà đứng tại cái cung quan của mình như thế này nè, thì mình là cái người phải đối diện với cái người công chúng của mình, có nghĩa là bạn làm gì thì làm, bạn vẫn phải đi ra, bạn phải đối diện nói chuyện với người ta. Cái kế nữa là cái tính chất nó gánh vác, tại vì thiên lương nó là gánh vác mà, đấy, nó có cái trách nhiệm ở trong đó. Cho nên đâm ra khi mà thiên lương mà họ làm những cái nghề đầu tiên là về như mệnh của mình đó, là có hình, có hóa kỵ, có bạch hổ song hao, cơ âm, à. Rồi cái cung quan của mình thì lại có kình duyên hỏa tinh địa không riêu đi chung với nhau, thì nói về ngành nghiên cứu khoa học là một, y tế là hai, hoặc là làm những cái ngành mà nó theo pháp một cái phép tắc nhất định gì đó, thì khi mà như thế này là mình làm đủ hết cái ứng theo cái con thiên lương, cho nên rất là đúng số với bạn. Cái kế nữa là khi thiên lương mà đi chung với địa không á, thì mình lại có cái tính gọi là phát minh sáng tạo, à, thì cái này nó gọi giống như kiểu mà mình gọi là nghiên cứu khoa học á, nó cũng ra được. Cho nên con mà địa không mà đứng cung quan mà đi chung với thiên lương, thế là cái thế cục nó khác nha, chứ mà nó xấu. Thì lúc này mình nỗ lực mình đi học tập á, thì mình lại thành công. Đó là cái cách của bạn này. Cho nên là cái cách này là cách đi làm hưởng lương thích hợp hơn đi làm cho một tập đoàn, một cái nhóm người nào đó, ví dụ như vậy á, là thích hợp với bạn này. Còn kinh doanh á, thì rất dễ là bạn này kinh doanh bị ra những cái kế sách nó sai lầm, tại vì cung mệnh của mình có thiên cơ hãm mình đi chung với hóa kỵ cho nên là tính đường nó đang nẻo. Cái nó sai lầm ở đây, cái đầu tiên á, là do mình không đủ kiến thức về cái lĩnh vực đó, hoặc là mình không đủ kinh nghiệm ở cái lĩnh vực đó, mình sai thôi đấy. Cho nên là mình đi đi về cái vấn đề chuyên môn của mình thì tốt hơn. Đó là cái trả lời cái về vấn đề cung quan hoặc là kinh doanh cho các bạn này. Rồi mời lại bạn Phi nhé. Thì mình góp ý thêm một tí thôi, có nghĩa là khi mà mình cung cung cái đại hạn của mình ăn con địa không á, thì mình nên tránh đầu tư mạo hiểm, bởi vì nhiều khi cái của mình làm 10 năm mình để dành chỉ cần một cái nhấp chuột thôi, mình bấm sai thôi thì toàn bộ tài sản mình ra đi hết. Vì địa không là nó địa không địa kiếp nó rất mạnh cái mảng đó, là cái cướp cướp tài sản của mình. Nên khi mình đã đến cái hạn này thì nên tránh đầu tư về mạo hiểm, nhất là chứng khoán là gì này không nên. Mà mình thấy ở đây cái lá số này có một cái điều hay á, là cái cung điền chặt của anh này rất là đẹp, mà vợ anh này cũng có một cái cung điền sản còn đẹp hơn anh này nữa. Tức là vũ phủ anh lộc tồn, còn anh này là có lộc tồn anh sao thiên tướng nó cung điền. Với là hai vợ chồng này nếu như đầu tư về mảng điền sản đất đai á thì rất là khá. Nhưng mà hiện tại bây giờ là hai người này đã có rồi, theo mình nghĩ là đã có rồi, có nhà cửa mà rất rất ư là dữ rồi, mà riêng cái mảng này hai anh chị này rất hợp nhau. Nên nếu như mà khi mà đầu tư làm ăn gì mà mua đất mua đai á, mà hai người góp ý với nhau, mình nghĩ hai vợ chồng này có nhiều ý tưởng rất là hay, mà đi chung với nhau là thành thắng thôi. Nên nếu như mà nghĩ chuyện làm ăn đầu tư mà anh là người kiếm tiền chính, rồi đưa cho vợ, vợ chuyên ra làm về bên về môi giới, về nhà đất đất đai đó, thì rất là giàu, giàu lắm. Cái đó là cái ảnh hưởng của hai lá số, vì nó chồng lên nhau, nên người này có lộc ở cung điền sản, người kia có lộc chiếu cung điền, mà người cái vú phụ đóng cung điền thì làm về buôn bán nhà cửa đất đai thì cực giàu đó. Nên cái đó mình thấy ở cái điểm đó trong cái lá số tử vi của cả hai người này, thì cái mạng nó tốt hơn là anh ấy cái nó hỏi về đầu tư chứng khoán hay gì đó. Ok, xin phép mời bạn Đô Sì, xong rồi mình nói về một chút về cái cung tử tức trong lá số của hai người này. Thì bây giờ mình nói Ok. luôn cung tử tức, mình nói cung tử tức của cái bạn trai này trước nha. Thì cái bạn trai này á, là cái cung tử đóng ở cung Hợi mà có bộ vũ khúc phá quân mà đi chung với kiếp sát tử phù phi liêm thai phụ mà nằm trên đức lâm quan á, thì thường thường những cái lá số này á, nếu mà bạn có con trai rồi đầu lòng á, thì thường thường đứa con trai nó hay xa mình. Cái xa đây nó có nhiều ý nghĩa, một là mình không giữ được, hoặc là cha con cũng hay khác nhau, thì cái đó là nếu bạn có con trai đầu lòng là bị như vậy. Cái thứ hai á, nếu là bạn
Con của bạn nó có nhiều cái trường hợp lắm. Đầu tiên á, là nếu mình có con gái thì lại tốt. Tại vì hồi xưa các cụ thường thường là hay lấy cái vấn đề đặt nặng là mình phải có con trai. Các bà mà lấy ông nào mà coi như đẻ 4 5 đứa cô con gái là cũng bị chồng bỏ lấy lập thiếp như thường. Đó là cái tư duy của người hồi xưa, cho nên khi chúng ta đọc sách á, về cái cung tử tức á, họ hay nói nặng, rất là nặng về vấn đề tử tức. Thì ở đây họ chỉ muốn chú trọng là nên có con trai thôi. Nhưng mà cái thời buổi bây giờ chúng ta sống nó no big deal, đúng không? Nó con gái bây giờ họ vẫn làm thủ tướng, vẫn làm những cái chức rất là cao như những người đàn ông, thì cho nên là ở đây nó không còn cái vấn đề gọi là nam nữ, nó không có nặng giống như trong cái sách vở mà chúng ta học hồi trước nữa. Cho nên cái số giống như bạn này á, là cái số mình có con gái đầu lòng thì tốt hơn, là cái đầu tiên. Cái thứ hai, có trường hợp là nhiều khi con của mình nó sanh nó thiếu tháng, hoặc là vợ mình có khả năng là sanh mổ, hoặc phải dùng biện pháp khoa học, thì những cái kiểu đó thôi đó. Nhưng mà hồi xưa các bạn biết là khi mà sanh thiếu tháng, sanh mổ hay khanh biện pháp khoa học làm gì có, sanh là chết thôi. Nhưng mà bây giờ thì lại 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 bình thường, cho nên là hai cái quan niệm và hai cái gọi là vấn đề y tế khoa học bây giờ nó khác xưa rất nhiều. Cho nên khi chúng ta luận cái cung tử tức, chúng ta cũng phải mở nó có cái tính chất khai sáng hơn chút đấy. Thì thường thường vào những cái hạng đầu tiên á, là cái hạng liêm sát nè, hạng vũ phá là hai, hoặc là tử vi tham lam đó, thì những cái hạng đó nó ảnh hưởng đến con cái mình nhiều. Thì bạn học tử vi nhớ cái đó nha, liêm sát, vũ phá và tử tham đấy. Thì bạn sanh được con gái đầu lòng là rất tốt rồi đó. Thì nó chỉ là như vậy thôi, đó là nói về cái cung tử tức của bạn, cho nên bạn không có lo lắm về vấn đề con cái. Bây giờ mình nói về cái người vợ, hay là bạn Phi còn có ý gì nữa không? Mình góp ý chút về cung tử tức, có nghĩa là Ok. mình thấy nếu mà bạn quan tâm vào con mình sau này nó học giỏi khá hay không á, thì mình thấy là điều là có cái lá số của bạn có hóa khoa lộc tồn mà chiếu đến phú khúc phát quân, thì con bạn sau này giỏi lắm nha, là giàu có đấy. Con bạn sinh ra người nào cũng giàu có hết trơn á, mà học rất là giỏi, mà nhất là mình được ăn cái là ân quan thiên quý, có nghĩa là tuổi trẻ thì mình bạn với vợ bạn đi lo cho con cái, chăm sóc nó, để lớn nó ở gần mình, rất là chăm sóc lại mình. Vì quan quý nó đóng từ chiếu chiếu tuổi tức, mà đóng ngay tuổi tức á, một trong hai sao thôi, nó đều ảnh hưởng cái yếu tố đó. Có nghĩa là về già mình được hưởng cái là người con cái mình nó chăm sóc mình khi mình về già, nó cái này rất là quý. Nên bạn không cần phải lo về đứa đứa con bạn lá số ra sao, mà bạn chỉ biết là cái trong cái lá số mình nó có cái đó, thì Ừ. tất cả những người con mình sinh ra hay vợ mình sinh ra đều được hưởng cái thế đó. Có nghĩa là mình sẽ chăm sóc nhỏ rồi nó ở gần mình được gần nó, mà đến khi mà lớn lên hay gì đó thì nó lại chăm sóc ngược cho mình khi mình về tuổi già. Cái này là cực tốt, cái là cái nhiều cái không thể diễn tả hết được, nhưng mà nhìn vô lá số tử vi là mình nhận ra điều đó. Giàu có là một, học giỏi là hai, mà lại còn ngoan ngoãn bên cạnh mình là ba, thì cái đó không ai bằng. Nên bạn phải cảm ơn là lá số của mình, lá số của vợ mình có những thứ đó. Ok Ok. Rồi bây giờ dạ mình tạm dừng cái bài này của bạn này ở đây, tại vì nó một cái video mà nó kéo dài quá, mình upload nó lâu lắm, cho nên mình sẽ làm cái bài thứ hai, thì mình sẽ nói đến cái người vợ của bạn này, thì bạn có sẽ có hai bài nha. Rồi bây giờ chào chào các bạn, tạm dừng tại đây. Rồi, mời các bạn nghe cái phần thứ hai là cái bài của cô vợ.